Xin chào các bạn yêu thích tử vi nha. Hôm nay chúng ta lại trở lại với vấn đề nghiệm lý lá số tử vi. Thì hôm nay chúng ta có một bạn tên là bạn Thúy Loan. Bạn Thúy Loan có ngày sinh nhật là ngày 12 tháng 7 năm 1989. Bạn này sinh lúc 7:30 sáng. Thì trước khi đi vô nghiệm lý lá số của em thì xin chúc em có một ngày sinh nhật tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Tuy là anh chúc sinh nhật hơi trễ, mà vì anh hơi bận một chút nên cái băng của em gửi lâu rồi mà giờ mới có thời gian ngồi xuống để nghiệm giải. Thì trong thời gian gấp rút thì có thể là chậm trễ rồi, thì dù sao trễ sinh nhật thì xin chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Bây giờ mùa này thì chắc không ai tổ chức sinh nhật được, chống dịch là chính, nên nếu ở Việt Nam thì giai đoạn này hơi cực. Thì người Mỹ, nước Mỹ nó cực cũng tầm một năm hơn rồi nên ta hiểu cảm giác, nên mình cũng hiểu được là các bạn ở Việt Nam hiện tại thì bị Covid thì sẽ cực như thế nào. Mong là cái bài nghiệm lý của anh đến chế một chút, nhưng mà cũng là niềm vui cho ngày sinh nhật của em. Thì hiện tại theo lá thư em viết thì em bươn chải ở Sài Gòn, thì dịch bệnh giờ Sài Gòn là bị cấm đi lại, chắc là cực lắm đây, nên nghe cái video này chắc vui lắm. Đây thì anh đọc là em có một vài câu hỏi. Thứ nhất là ngành nghề phù hợp với bản thân, công phu có tốt không? Đại vận 10 năm từ 36 tới 45, gặp thiên không đi chung với lộc tồn thì lưu ý điều gì? Thì trước tiên như em miêu tả thì khi anh lấy lá số ra thì em là người mệnh thiên tướng, ngộ địa kiếp, điêu khắc, ngộ song hao, bản mệnh cư vào đất mộc suy tuyệt, người là gốc đại lâm mộc ăn cục hỏa, thân của em lại là thân thiên phủ ngộ tuần, đóng vào tài cung. Ok, trước tiên thì khi nhìn vào góc người điếu khách, chúng ta có khá là nhiều thứ để nói trong lá số của bạn này. Đây là lá số mới, lâu lắm mình mới nghiệm tới lá số mệnh thiên tướng. Các bạn để ý là trong sách tử vi của chúng ta thì chúng ta có phần tứ hóa, thì sao thiên tướng là một sao khá là hay, có nghĩa là sẽ không đính bất cứ một sao hóa nào. Vậy thì sao thiên tướng sợ nhất là giáp biên của mình có hóa kỵ. Nên trước tiên coi thiên tướng, đầu tiên chúng ta coi xem là xung quanh tam hợp hoặc xung chiếu có ăn sao hóa kỵ không. Thiên tướng rất sợ hóa kỵ. Thứ hai là chúng ta coi thử xem là thiên tướng này là liên quan tới bộ phụ tướng hay là bộ tự phụ vũ tướng. Thì có hai thế cho sao thiên tướng thôi, thì thiên tướng đây độc lập, vậy thì ở đây sẽ là chỉ có hai sao phụ tướng thôi, thì ở đây chúng ta phải coi thêm cả sao thiên phụ nữa. Nếu mà thiên phụ của chúng ta ngộ được tài tinh thì cuộc đời chúng ta tương đối là khá đầy đủ. Thì ở đây thân cư vào cung tài, mà tài của chúng ta, của cô ấy là thiên phủ ngộ tuần, vậy thì cả đời long đong vất vả với tiền bạc. Tài của mình là thiên phủ mà ngộ tuần thì gọi là tài lộ. Tài lộ thì mình vất vả vì tiền, mình cả đời mình thích tiền lắm, mơ ước tiền bạc nhiều lắm, nhưng mà cả đời không sờ được tiền, chỉ nhìn thấy thôi, không đụng được, vất vả cực kỳ. Tuổi trẻ đỡ hơn là tuổi già, tuổi trẻ là còn năng động kiếm, còn tuổi già là tiền vô túi là mình xài hết. Thì người điếu khách quan trọng nhất là sao thiên má, tại vì má nó cho mình nghị lực, má nó cho mình thúc đẩy mình khá nhiều thứ, bởi vì mình là người tang tế điếu, là gốc mình là người khá là thích đi lại. Vậy thì thiên má ở đây là hành thủy gia hội của tuần, thì thiên má ở đây sẽ mang mà hành mộc. Vậy thì mộc má rất tốt cho bản mệnh người điếu khách. Vậy thì khi mà điếu khách ngộ thiên má tốt cho bản mệnh thì cần nhất là tan thiên sao thiên khóc nữa, thì khả năng mình nói chuyện rất là có duyên. Nhưng mà đây thì thiên khóc là giống như công phu, mà đây mình ăn là sao thiên hư. Vậy thì mất đi một thế đẹp nhé. Sao thiên tướng chung quy có một phần, có nghĩa là như như là thần Poseidon, thần này cai quản biển cả, có khả năng về sức mạnh của thần mạnh như là thần Zeus. Vậy thì thần Poseidon được cái hay là cái điểm, có nghĩa là khi đi dưới văn tinh thì tăng cường lên cái vẻ đẹp, thì thiên về văn hóa nghệ thuật rất là tốt, đi sâu vào với cá tinh nhiều thì học vấn khá là cao, đi với sao khoa bảng thì cực kỳ khoa bảng, cực kỳ giỏi giang, nhưng mà đi với sao văn hóa nghệ thuật thì lại là thiên về văn hóa nghệ thuật. Thì nếu như mình đi với sát tinh thì nó giảm bớt cái đẹp của thiên tướng đi, báo hiệu là đường đời của mình cực khổ vất vả khá nhiều.
Nhưng mà các bệnh tật khi mà thiên tướng ngộ sát tinh này này thì nó nhẹ hơn khá là nhiều so với lại các sao giống như là cơ nguyệt đồng lương với lại cự nhật. Ở đây mình được cái hay nghĩa là bản mệnh mình có sao song hao là một sự bào mòn, nghĩa là mình tiêu pha cũng khá nhiều, cái tiền bạc qua tay mình khá lớn vì do bản mệnh của mình là người tạo tần thích kinh doanh làm ăn, khi mà đắc song hao thì luôn luôn thích cái thế đó, và song hao để đối khách thì phải cẩn thận vấn đề là chi tiêu của đời mình. Với lại tiếu khách mà ngộ không kiếp kình hỏa trong ất người tang tây điếu thì cẩn thận là cuộc đời này mình có nhiều cái đam mê lắm, nhiều cái đam mê mà không rũ bỏ được vì người điếu khách là rất nhiều cái đam mê. Ví dụ một cái đơn giản nhất, ví dụ như là mình là nữ mà giống như mà mình thấy hút thuốc là một điều hay, và mình lỡ cầm điếu thuốc một lần thì cả cuộc đời là mình hút thuốc không bao giờ dừng lại được, nên đối với bản mệnh của em phải cực kỳ cẩn trọng những điều đó. Được cái hay là mình là mệnh mộc sinh ra đất mộc, mà sao thiên tướng là chủ hành sinh ra thủy sinh ra mộc thì rất là tốt, nhìn em yếu mà thôi chứ sức khỏe khá tốt. Trong bản mệnh mình ăn xong kiếp ngộ sao kình dương, ngộ sao hỏa tinh thì đời này bệnh nhiều lắm, mình ăn tới bốn con sát tinh trong mệnh lực. Đây thì em đắc sao mộc dục, cứ trong đất mộc dục mà phúc nằm rất lâm quan thì bản thân của em khá điệu và rất thích sạch sẽ, khi tất tải vất vả cực khổ nói nhưng mà luôn luôn nhìn thấy mình vẫn tươm tất sạch sẽ, cái đó là cái điều hay. Thiên tướng đắc vậy thì mình rất có duyên với, có thể làm ra đường nhiều người đàn ông rất là thích mình. Địa kiếp đóng mệnh khá là nguy hiểm nên có thể là tiềm tàng trong bản mệnh của em sẽ có nhiều cái bệnh tật mà nó sẽ không nổ ra đến khi em về thế hạn tầm 40 sau, phát hiện là người mình sẽ có nhiều cái bệnh, nên cái cần khả năng trau dồi về thể dục thể thao là rất cần thiết, rồi vấn đề liên quan tới giữ gìn sức khỏe và ăn uống trong một cái gì đó mà có chừng mực thì rất tốt. Thì ở đây bản mệnh của mình khi mình ngộ tuần, mệnh mình mộc mà ngộ tuần thì báo hiệu là nửa sau đời mình có một chút nó tai nạn. Ở đây sao thiên phụ nó lại không phùng cho cái bản mệnh của mình thì càng lớn nhiều cái lo, nhìn nhìn mệnh thân nó thấy là đời nó vất vả rồi. Thì khi em hỏi về cung quan lộc của đời em thì ở đây mình có kình dương ngộ địa không ngộ hỏa ngộ tam môn đóng vào cung vua chính diệu, đây thấy rất hay nhé. Vậy thì trong đường đời của mình khi mình có vú tham chiếu thì mình nhìn hai hình ảnh của một người mà học thiên về kỹ thuật, rất giỏi về kinh doanh buôn bán, nhất là làm về vấn đề bú khúc là con sao kinh doanh làm ăn, tham lang là con sao hưởng thụ, thì mình kinh doanh trong vấn đề đưa làm cho người khác được hưởng thụ thì ở đó mình kiếm ra tiền. Nhưng mà đó là hình bóng thôi, còn sâu thẳm trong đó là ở đây mình có không kiếp ngộ kình ngộ hỏa thì anh khuyên em học một cái mảng mà mảng nào đó thiên về kỹ thuật và học về cái giống như là có cái bằng nghề chuyên biệt và cái nghề đó ít người biết, là càng sâu trong những mảng đó thì có thể là em kiếm việc làm khá tốt hơn là buôn bán nhé, vì các sao sát tinh không phù hợp với việc buôn bán. Ví dụ như em học giỏi về bên tài chính kế toán làm những vị trí sâu vô tư vấn cho người ta, nhưng mà tốt nhất là sát tinh mình không lên đụng vô vấn đề tài chính thì nó đỡ hơn khá nhiều, tuy là bản thân em rất thích vấn đề tài chính. Ở đây thì công việc của em luôn luôn lúc đầu đụng việc nào cũng rất là cực, bởi vì hỏa đi với kình có một thời gian sau đó thì em mới có thành tựu được, có nghĩa là vô một cái việc nào làm một khoảng thời gian lâu từ từ mình có kinh nghiệm, thì từ đó sau bao nhiêu lần vật lộn đó, thì ở đó mình lại có thành tựu. Nhưng mà nếu như mình lao vào đường mình kinh doanh thì sợ rất rất có thể là mình sẽ kiểu như là bưng bán rồi gánh buôn này nọ đó, thì những cái việc đó rất là cực. Bộ phụ tướng là bộ an nhàn nên mình học những cái gì thiên về kỹ thuật một chút, tư vấn cũng được, làm công việc tư vấn có thể thuyết phục người khác được, bởi vì ở đây mình có sự gia hội của khốc hư tấu thư lộc quyền. Nhưng mà lá số của em á, cung quan của em tuy là cái thế vô chính diệu tưởng không hay, nhưng mà luôn luôn trong một cái gì đó mà bất ngờ em sẽ được một cái thành tựu khá tốt, bởi vì các sát tinh ở đây nó quần tụ trong một cung vô chính diệu mà toàn bộ sát tinh không à, thì đây là thế đẹp của vô chính diệu, sát tinh nó chủ cung này. Nhìn cái thế này em có cảm giác giống như là trong hình bóng của con tam môn đi với con hỏa tinh, con địa không, con kình dương. Vậy thì ở một nơi nào đó mà có tai nạn xảy ra
rồi có kèn đám ma, rồi trống, rồi có người chia buồn nữa này nọ. Em làm cái mảng đó kiếm tiền thì gần giống như là đây là cái nhà hoàng. Nhà hoàng có nghĩa là cái nhà mà để nơi chôn cất người khác, mà lại dùng yếu tố liên quan tới thiêu, mà địa không cũng mang một chút gì đó về tôn giáo. Thì có thể là em làm bên cái mạng gì có liên quan đến một chút gì tôn giáo, mà có thể làm về bên kiểu như là bên liên quan đến yếu tố như nhà xác, hay là mình nghiên cứu những cái như là phẫu thuật, hay là trong phim của Mỹ hay có những cái người làm cái nghề mà mình ở trong cái môi trường mình, ví dụ người ta tai nạn về xong rồi mình mổ xẻ người ta, mình tìm ra nguyên do tại sao mình chết đó, là cái gì pháp y, là bên mạng pháp y, thì cũng giống giống như cái lá số của em. Cảm thấy cái hình ảnh nó giống vậy, còn không biết đường đời nó sẽ đưa em vô cái mảng nào trong cái nghề nghiệp của em thì em không biết. Đây mình để ý nhé, cung quan của mình ngộ nhé, là tang má này, khốc hư này. Ok, tang má là người mất này, khốc hư là đèn cầy này. Ở đây có lộc quyền là đây người ta mình kiếm ra tiền này, tấu thư là viết văn chương này, khóc lóc này, rồi ngộ thêm cả không kiếp ngộ kình nhất này nọ này, thì tai nạn đủ thứ hết trơn á. Thì có vẻ như cái hình ảnh nó mang một cái yếu tố gì đó mà ở đó em kiếm ra tiền. Thì có thể là ở Việt Nam có nhiều cái dịch vụ như dịch vụ tang lễ đó, thì có thể là mình làm bằng đó cũng được. Nhưng mà trong cuộc đời em khi mà sát tinh nó thủ nhiều ở cung này thì có một khả năng em bộc phát khá lớn, nhưng mà khá là nguy hiểm ở cái điểm đó là mình mệnh mộc, nên những con sao này nó sát vô cái mệnh mộc mình thì càng phát lớn, thì sợ sức khỏe của mình nó sẽ kém đi khá nhiều. Về để ý ví dụ như là ở cung điền của em này, em ăn thiên không ngộ lộc, mà đây là cung vô chính diệu, thiên không linh tinh làm chủ ở cung này, cái này khá hay. Nhìn là tưởng không có tiền nhưng mà cái điền sản của em lại kiếm ra tiền, nhưng mà mình lại không chủ tên cho điền sản được, cái này cực hay, mà lại được cái thế là ở nhà khá là tươm tất, khá là ngon. Trước giờ là em hay do cái thế là em sẽ được ở một nơi nào đó mà đất khá là rộng, gần đồng ruộng mọi thứ, có thể là đất nhiều hơn là nhà, nhà thì lụp xụp thôi, nhưng mà nghèo khổ mà mình không phải là của mình, nhưng mà cái giá trị tài sản của cái đất mình ở nó rất là cao. Vậy thì nếu như khi về hạn 36, hiện tại em đang hạn thiên thời nhé, anh không nói sớm về cái mạng đó, nhưng mà anh đi vô cái cung điền của em trước, thì đó là câu hỏi của em. Thì đến cái hạn cung điền có thể là em làm việc dưới tên người khác làm đại diện, đi bán nhà cửa đất đai, bán đất nhiều hơn bán nhà thì khá là tốt, cái ở đó mình kiếm được khá nhiều tiền. Mà nếu như em làm cái mạng mà nhà tang lễ thì em chọn cái đất cho người ta chôn, cũng giống giống cái hình ảnh này. Ở thiên không tụ đây thì ngay cả cái đất em cũng rất rành về phong thủy mọi thứ này nọ để trợ giúp cho người khác, thì nên học theo về một chút gì đó về huyền học của chúng ta, thì có rất nhiều thứ thì liên quan tới về phong thủy này, các vật dụng liên quan tới yếu tố tâm linh thì có thể là rất hợp với em. Ngay cái nhà của mình nữa, mình cũng có khả năng làm những điều đó, thì ở nhà có thể là mình làm dịch vụ nhiều hơn là mình kinh doanh, còn nhà mình ở thì không thể nào đứng tên mình được, nên nhớ điều đó. Riêng về cái đại hạn thì em đang đại hạn khá đẹp của đời mình, có nghĩa là đại hạn tử sát, mình làm được nhiều thứ vì ở đây là mình ngộ tả hiếu long phụng. Thì đại hạn này có thể là em mở một cái gì đó nho nhỏ cho riêng mình, tự mình làm chủ được, nhưng mà hiện tại đang là hạn Covid nên nó có thể là em sẽ trục trặc vấn đề trong cái năm nay. Năm nay cẩn thận, khi mà mình cái năm nay là năm Sửu thì mình về mệnh của mình thiên tướng, mình có lưu lộc chiếu, nhưng mà ở đây mình có lưu tang ngộ không kiếp. Vậy thì nhiều chuyện buồn xảy ra, cẩn thận có người lừa gạt cướp tiền của mình, hay năm nay làm ăn hay mọi thứ phải rất là cẩn trọng. Thì 2 năm sau ấy, còn trong hạn Thái Tuế thì có thể là đường đời khá là nhẹ, không có vất vả nhiều. Nên nhớ nhé, cái mệnh của em luôn luôn em ăn không kiếp, nên nếu mà nói mà ngay cả trong hạn Thái Tuế chăng nữa thì em cũng vất vả trong gai nhiều lắm lắm, tại vì cái bản mệnh mình luôn luôn mang yếu tố đó. Thông thường những người mà ăn không kiếp vào mệnh á, đường đời chật vật lắm, cực nhiều thứ lắm, mà ngay cả có nhiều nhiều bệnh xuất hiện sớm nữa, tại vì chính chính cung của em và cung mệnh em ăn con địa kiếp, đó là sâu thẳm cho con người mình có những cái bệnh mà mình không biết là nó tồn tại. Điều may mắn đó là em tai qua nạn khỏi, bởi vì cái tật ách của em ngộ tuần, nên cái tai nạn đến với mình con tuần này nó giảm bớt đi, nên nhìn như vậy nhưng mà mình không gặp tai nạn, nhưng mà cái bản mệnh mình vẫn là ăn địa kiếp. Địa kiếp nó phá nhiều nhất là phá tiền tài, sau đó nó phá là phá sức khỏe, thì trong hai con không kiếp thì địa địa kiếp nguy hiểm nhất. Vậy thì khi em vào năm 36 thì đó là cái hạn em ăn thiên không ngộ lộc, mà em ở đây là gốc người âm,
Tới cung dương cẩn thận thiên không nó nổi ra khá sớm, nổi ra khá sớm thì mình thấy mấy cái mới lợi về lộc mình lao vô mình làm thì cẩn thận ở đó thiên không nó sẽ nổi ra khá nhiều thứ cướp đi. Thì bắt đầu từ 36 giờ đi là mệnh mình không kiếp về hạn thiên không, khá nguy hiểm nhé. Cuộc đời sẽ gặp nhiều cái biến đổi khá lớn đấy, những thứ mình đang có bây giờ có thể là nó đi tới mức mà mất hết sạch, thì cái đó em phải cẩn thận. Ở đây thì liên quan lớn tới yếu tố có sao đào hoa nữa, thì có dấu hiệu của người khác phái hay là tình cảm để mình đem đi cho tất cả. Có điều hay ở cái cung này là cung vô chính diệu, nên cái thiên không mới làm chủ cái cung này, thì ở đây nó sẽ bộc phát cho em được một cái gì đó mà có thành tựu, có nghĩa là em kiếm tiền một cái gì đó mà em không ngờ em làm được, từ trước giờ không nghĩ ra, thì ở đây em lại nghĩ ra cái đó, nên phải qua được vài năm đầu để giảm bớt cái hạn mình vừa gặp thiên không thì mình gặp chuyện nó nổi ra liền. Đây thì em có hỏi thêm về cung phu thê thì vũ khúc tham lang. Ở đây thì em lại là cung thổ sinh ra thao kim, kim sinh thủy, thủy phùng cho bản mệnh mình. Thì có thể là đường đời của em sẽ đi với một người chồng thôi chứ không có hai đâu. Chồng ở đây khá giỏi thì nếu như em lập gia đình với người chồng thì có thể em lên làm gia khá tốt, bởi vì ở đây là anh hai sao hóa lộc hóa quyền nằm ngay đây. Mà cung phu thê lại là cái thiên thời của đời mình thì em rất thương chồng mình. Và tuy cưới về rồi thì mình khá vất vả bởi vì đây là tắc thế tang hổ. Nên cái anh nào có đường đời trước đó khá vất vả thì sau đó tới gặp được em thì lại là khá tốt. Hay là anh nào đã từng một vài lần tan vỡ thì tốt hơn. Hoặc trong cuộc đời em đã một vài lần tan vỡ rồi thì tới với người sau sẽ khá là tốt. Ở đây thì mình lại ăn được cái thế sao tham lang, vũ khúc tham lang thì anh này khá điển trai. Nhìn số vậy thôi lại cưới được chồng đẹp trai, vậy là vui rồi. Anh này đều đẹp trai còn ăn sao hoa quái nữa thì rất là phong độ. Đàn ông mà có sao hoa cái thì khá là chiều, chiều mình. Nên ở đây mình được cái thế hưởng nhé. Nên khi mà mình hưởng vậy mà trong vòng thái tuế của đời mình nữa mà có hóa quyền đây thì mình hơi sợ, sợ mất nữa. Nếu như mình có con thì sau này con mình khá giỏi nhé. Cái cung tự tức khá đẹp. Thì nếu như mình được số cưới chồng giỏi mà anh ấy kiếm tiền tốt, mà anh có khả năng chu cấp mọi thứ trong cuộc đời mình, mà con cái mình xinh đẹp, mà trong khi cái thân mình ngộ tuần thì thôi ở nhà nằm nội trợ sướng hơn em ơi. Đường đời lao ra cuộc sống làm chi cho nó vất vả. Chịu khó nghe bài Đi Về Già của Đen Vâu là lao vào đời để kiếm cơm, lao vào đời tìm cơ hội. Nhưng mà cuối cùng là đi về nhà là đi về nhà. Vậy thôi, không có nhiều ý hơn. Chúc em sẽ có một ngày sinh nhật tuy muộn nhưng tràn đầy niềm vui. Thì mong là cái băng của anh hôm nay không có cảm ứng nhiều, nhưng mà có thể là giải bớt phần nào đó trong cái lá số tử vi để em có thể nghe được một cái điều gì đó mới lạ từ trước giờ mình chưa nghe thấy. Xin phép hết.